Ngọc xin chào các cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Ngọc thu hoạch nghệ. Ngọc trồng củ. Cái thùng này rất là lớn, thành ra Ngọc muốn chia sẻ để coi cho vui. Mới trồng đây, mới vừa cào chút xíu đất lên thôi là thấy nó lòi ra này. Củ không là củ mà củ bự nữa. Thật sự nghệ nó rất là dễ trồng, chứ nó không có khó một chút nào hết á. Mình mua cái củ ở ngoài chợ đó, mà hơi già già đó, rồi mình về mình ngâm nước là bắt đầu nó mọc lên cái mắt á, bắt đầu nó ra rễ. Cứ ngâm trong nước cho tới khi ra rễ mình bỏ xuống thôi là nó rất là trồng rất là dễ lên. Và thường nghệ, cái này là cái lá khô của nó nè, thường nghệ mình không có đào lên liền, trừ khi mà mình đào lên mình bỏ ngăn đông mình cắt, chứ còn nếu như mà để thời gian thì nó nhanh hư đó. Thành ra tốt nhất là mình nên bỏ dưới đất. Cái chậu Ngọc trồng thường tới mùa đông là bắt đầu nó khô, nó như là nó rụi lá ở trên, nhưng mà cái phần ở dưới đó là nó vẫn còn tươi. Mình cứ giữ y ở trong cái thùng đất á, chứ không có đào ra để ở ngoài, trừ khi mình đào ra xong rồi mình ăn bao nhiêu tươi, còn lại mình giữ trong tủ lạnh ăn khoảng cỡ vài tuần thôi. Còn tất cả thì mình nên bỏ vào ngăn đông rồi mình lấy mình ăn từ từ. Còn nếu như mình muốn mà ăn nghệ tươi đó, thường thì Ngọc vào mùa đông xong rồi đó, Ngọc lấy đủ ăn rồi Ngọc cắt cái một thùng khác, còn cái thùng những thùng khác thì Ngọc cứ giữ y như vậy cho tới khi nào Ngọc muốn ăn tươi nữa thì Ngọc lấy ra. Thì cái này là thấy nó rất là ngon, thành ra cái củ nó bự, thành ra Ngọc mới kêu để Ngọc quay video Ngọc chia sẻ. Thực sự gừng hay là làm nó không ấy là nó bể củ hết, nó nát hết. Thường nghệ hay là gừng hoặc là riềng. Để Ngọc đưa cái hộp riềng cho các cô chú anh chị em thấy nè. Đây là củ riềng đó, Ngọc đào lên, Ngọc đào lên cách đây mấy bữa. Giờ cái này là Ngọc bỏ xuống Ngọc trồng lại. Còn cái phần đào lên cái hôm Tết một phần để mà làm tré đó người miền Trung hay làm tré ăn đó, thành ra Ngọc đào lên rồi còn mấy cái này Ngọc giữ lại đây, rồi giờ bắt đầu chuẩn bị đất bỏ xuống lại. Cũng rất là dễ trồng. Mấy cái này bắt đầu nó có mắt mắt này, khi mình trồng là mình cắt hết mấy cái rễ nó đi ngắn đi, rồi mình bỏ cái này xuống là những cái mắt mà như chỗ này đây đó, chỗ này đó là nó bắt đầu nó sẽ phát triển lên lại. Đây là cái mắt nè đó, khi mình trồng đó, cái này là củ riềng đây, là mình cắt hết mấy cái rễ dài ở dưới nha. Mấy cái rễ này là cắt hết, không có giữ. Cái thân mà xanh ở trên này cũng cắt luôn, ngắn xuống tới dưới này luôn. Rồi mấy cái mắt mà như chỗ như vậy là bắt đầu nó mọc lên lại, là rất là dễ trồng chứ không có khó. Đó, riềng với gừng với nghệ là nó giống y như nhau chứ không có khác gì hết á. Thì khi nào ăn mới đào lên. Để coi giờ cái nghệ này, thấy mấy nghệ này nó bự quá, thành ra Ngọc mới để chia sẻ. Đó, bắt đầu nó lò ra nè. Đó, thấy bự chưa? Thấy thích quá, phấn khởi quá, thành ra thôi để chia sẻ các cô chú anh chị em coi cho vui. Wow, năm nay củ bự ghê. Mấy năm trước thì củ không bự bằng vậy, nhưng mà nhỏ nhỏ. Nhưng mà cái chính ở chỗ là Ngọc thích trồng để mà mình gọi là giống như mình đảm bảo những cái gì. Thứ nhất là ăn tươi nó cũng ngon nữa, và thứ hai là mình tự trồng thì mình đảm bảo được cái chất lượng của cái phân bón hay là những cái gì mình bỏ trong này đó. Thành ra Ngọc thích như vậy. Năm nay củ tươi, và khi mà qua mùa đông khi mà nó rụi lá rồi nha, mình để y trong đất nhưng mà mình đừng có tưới nước. Còn nếu như cái chậu, từ khi cái chậu mà nó gọi là thoát nước á cho tốt á thì mới không mục, chứ còn nếu như cái chậu mà không thoát nước tốt á là nó dễ mục đó. Wow, nó rớt ra này, thấy củ bự không? À, còn cái chậu mà nó không có thoát nước á là nó làm cho cái củ nghệ nó mục hết. Thành ra khi mà tới mùa đông mà khi bắt đầu nó trụi lá rồi đó, nó cứ để yên tự nhiên như vậy trong cái thùng đó, không có đổ thêm nước, không có tưới nước, tại vì tưới thì cũng không có sống, mà ngược lại cái rễ ở phía dưới đó nó làm cho cái củ nghệ nó bị mục đi. Wow, bự dữ ta.
Cái cây này năm nay là Ngọc tưới trồng rồi, nó là wow, nguyên cả một chùm bự luôn ha. Dạ không muốn nó bể, muốn lấy cho nó nguyên. Đó, thích chưa? Đây cụ nhỏ nhỏ đây đó, là cái này thấy không, thấy cái rễ nó bự không? Thì cái này miệng cụ lớn mình ăn, cụ nhỏ không ăn, chỉ mình lấy lại một số ít thôi. Và khi mà Ngọc tách ra đó, Ngọc chỉ cái này, có thấy cái đục ngay ở giữa này không? Cái này á, là cái thân mà cái chỗ mà cái cây nó mọc lên đây, thì giờ nó lá nó trụi xuống tới ở đây rồi. Thì khi mà mình trồng lại đó, mình có thể lấy những cái như ri mình trồng cũng được. Nhưng mà khi Ngọc bẻ mấy cái này ra rồi đó, thì cái lõi mà ở giữa này nè, Ngọc bỏ xuống Ngọc trồng lại nó cũng lên, chứ đừng có vứt đi mà uổng nha. Ngọc bỏ xuống Ngọc trồng lại nó vẫn lên, cho nên thì nó Ngọc tách hết mấy cái này ra Ngọc ăn, rồi lấy, nếu như muốn trồng cái này thì lấy lại vài cái trồng. Nhưng mà hai cái lõi này đó là Ngọc cũng bỏ xuống lại để cho nó lên, nó rất là dễ lên, nghệ là dễ nhất đó, rất là dễ. Một khi mà mình có được cái củ mà bắt đầu nó mọc rễ rồi đó là rất là dễ lên. Chỉ cần ra chợ mua cái củ nào mà mình thấy cho nó thiệt là già, mình ngâm nước là vài khoảng cỡ đầu tuần á, là bắt đầu nó ra rễ liền, và trồng xuống là nó sống liền chứ nó không có mà chết. À, một cái nữa, khi mà mình ngâm nước cái củ mà để mà mình làm cho nó ra rễ để mình trồng đó, thì để đổ nước chút nước thôi nha, chứ đừng có ngâm hết cả củ, mà chút nước sắp sắp ở phía dưới, đại khái là cái mặt dưới của nó sáp cho nó đụng với nước cho có nước, thì từ từ nó kích thích nó sẽ ra rễ đó, chứ đừng có đổ mà đầy hết ngập cái nước đó, thì nó sẽ úng cái củ nghệ, và rất là dễ dàng. Đây là một cái đó, đó như cái này đó, nó rớt ra nè, thì là cái lõi giữa này đó, cái lõi bự giữa này đây là Ngọc sẽ bồng trồng xuống lại, rồi muốn lấy thêm cái củ này nữa thì lấy, nhưng mà được mấy cái rất là bự. Để coi cái wow, đây là nguyên một coi như một chậu mà nó ra coi như là mấy wow. Ôi chú cha, năm nay được mùa dữ ha. Thành ra cái đây là cái thú khi làm vườn, tức là tưới nước tưới đồ thì mệt này kia, nhưng mà thật sự là quá con vuông. Có anh vuông, và lại đất trong này tốt. Giỏi quá con. Ok, nằm ở đây ha, chúc cho con vô lại nha. Ngọc trồng cũng được 5-6 năm nay, nhưng mà năm này thì là được mùa nhất đây. Một thùng mà được cả mấy củ bự như vậy đó. Wow, dưới đây nguyên một đám nữa đây. Để coi. Ôi da, vuông trùng quá trời luôn. Khi mà có vuông có đồ mình thấy mà vuông con vuông đồ mình nhiều như vậy là cái lần đất nó tốt đó. Thành ra năm này đất tốt cho nên thành ra cái... Và thực sự cái phân mà Ngọc làm đó là Ngọc tự làm cái compost, cho nên thành ra Ngọc nghĩ là năm này Ngọc mới bắt đầu làm compost cái năm vừa rồi đó thôi, cho nên thành ra cái đất mình trồng mình thấy rất là tốt. Wow, nó ăn sâu dữ vậy. Nhưng mà vui. Cái đây là cái thú làm vườn, khi mới tới lúc thu hoạch, có thể thực sự nói thẳng ra làm vườn đôi khi nó như mình nó ồ, tính ra mà lợi hại thì thực sự nó không có lợi bằng nếu như mình đi mua. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là nổi tiền nước tiền công đi tưới đồ thì là nó tốn hơn nhiều so với cũng quá đó so với đi mua. Nhưng mà cái chính ở chỗ là khi mình làm vườn á, lẫn thêm cái thú, tức là nó giúp cho cái tinh thần và cái đây những cái củ mà như vậy, cái này thì không ăn được đó, giống như cái củ của nó vậy đó, nhưng mà mình bỏ xuống mình trồng là nó sẽ lên lại, nó sẽ mọc lên cây mới. Thì nói lại cái chuyện mà nói làm vườn á, thực sự tính ra nếu nó mất công mà lại không tiền nước tiền công rồi bỏ ra thì thực sự nó không có lợi bằng mình đi mua. Nhưng mà cái chính ở chỗ là cái thú đi ra vườn giăng nắng giăng đồ cũng như làm nó giải tỏa áp lực. Wow, thấy không, năm nay tốt, thành ra mấy anh vuông quá trời trời luôn nè. Ok, giỏi con. Ok, cho xuống lại nha, chút nữa cho con vô lại đó. Vuông quá trời luôn, nguyên khối trong này luôn đó. Là
Mình ra làm vườn làm đồ mình dang nắng dang đồ cũng như nó giải tỏa áp lực. Mỗi lần Ngọc đi làm về mà tinh thần thấy không thoải mái, mà đi ra vườn nhìn củ này củ kia là tự nhiên mình quên hết mọi thứ, rất là thoải mái tinh thần. Và thứ hai nữa, mình có được những cái đồ ăn thức uống, cái rau củ quả mà mình thực sự mình rất là thích, cái chất lượng của nó cũng như về những cái an toàn thực phẩm rồi đó. Tự nhiên mình cảm thấy nó rất là thoải mái trong cái vấn đề đó, cho nên thành ra đó là cái điều mà rất là tốt. Chứ còn tính ra lợi thì thực sự nó không có lợi, nó như là thất lợi đó. Nhưng mà ngược lại nó bù lại bằng những cái khác, cho nên nói tóm tắt lại, nói với đối với sức khỏe thì Ngọc nghĩ rằng là cái này là như là có thể nói là vô giá. Thì Ngọc dừng cái video ở đây, Ngọc chia sẻ như vậy trong cái cách làm nghệ ở trồng nghệ. Ở một cái điều nữa, Ngọc có làm video mà nói về cái dinh dưỡng của nghệ cũng như là cái điểm tốt của nghệ rồi, thì Ngọc sẽ bỏ cái link đó vào dưới cái video này. Nhưng mà Ngọc chỉ nói sơ đây một chút là đối với nghệ đó thì không nên ăn mà cũng như là kiểu mà gọi là dùng cái thực phẩm chức năng đó, không nên cái điều đó. Mấy cái củ này nè, mấy cái chỗ này, mấy cái nhánh này thì mình ăn được, nhưng mà mấy cái mà như vậy đây là cái này không ăn được, hay là cái này không ăn được. Thành ra cái gốc này Ngọc sẽ bẻ cái này ra, rồi Ngọc lấy cái khoảng giữa cái lỗi này này Ngọc bỏ xuống lại cho nó trồng lại, là lên rất là nhanh, rất là tốt. Một cái điều mà Ngọc muốn chia sẻ mà Ngọc đang nói nửa chừng đó là cái củ nghệ thì nó tốt, ăn thì nó tốt. Tuy nhiên khi mình ăn nó quá nhiều đó, ở cái liều lượng quá nhiều đó, thì nó trở nên không tốt, là vì những cái tác hại phụ của nó. Thường đó, khi mình ăn ở cái liều lượng vừa vừa phải phải mà gọi là ăn uống bình thường đó, thì cái tác hại phụ nó không có xảy ra, trừ khi những người mà gọi là quá nhạy cảm với nó thôi, còn không thường thì không có. Nhưng mà nếu như mình ăn ở cái liều lượng mà rất là nhiều và ăn thường xuyên mà ăn nhiều đó, thì cái tác hại phụ của nó sẽ xảy ra. Đó là cái lý do mà tại vì sao khi Ngọc làm cái video mà nói về nghệ, cái dinh dưỡng cũng như là điều tốt của nghệ đó, là Ngọc vẫn khuyên là chỉ ăn uống sử dụng nó như cái thức ăn thực phẩm bình thường, ăn thường xuyên sử dụng nó, nhưng mà ở cái liều lượng gọi là ăn uống bình thường thôi, chứ không nên mà uống nó mà như dưới cái dạng mà thực phẩm chức năng, thì Ngọc nghĩ điều đó không nên. Đó là cái điều mà Ngọc muốn chia sẻ, tại vì chính bản thân Ngọc thì Ngọc làm như vậy. Ngọc rất là thích ăn nghệ hay ăn gừng đó, nhưng mà chỉ ở dưới cái dạng ăn uống thôi, chứ Ngọc không bao giờ mà sử dụng nó với cái liều lượng rất là nhiều, mà gọi là ăn uống nó rất là nhiều như thực phẩm chức năng. Thì thôi, Ngọc xin dừng cái video ở đây. Cảm ơn các cô chú anh chị em đã theo dõi.